Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt sách giáo khoa trang 43 trong bài học số 2 Gõ cửa trái tim, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hay quý thầy cô giáo xem video thấy hay, hãy đăng ký kênh cho cô Nguyễn Loan dạy học ngữ văn để đón xem những video hay nhất. Và nhớ nhấn vào quả chuông để nhận được những thông báo khi có video mới. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các em đã đăng ký kênh cho cô. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, cô cùng với các em đi theo các bước. Bước thứ nhất là bước khởi động. Bước thứ hai là hình thành kiến thức. Bước thứ ba là phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi ở phần bài tập trong sách giáo khoa. Nào, các em chúng ta cùng vào bài học. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là phần khởi động. Như vậy, tiết học trước các em chúng ta đã học bài Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và trong bài này, nhà thơ Xuân Quỳnh đã sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ. Như vậy, em hãy đọc những câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ và gọi tên những cái biện pháp tu từ đó. Cô gợi ý với các em, những biện pháp tu từ như là biện pháp tu từ so sánh. Cây cao bằng gang tay, lá cỏ bằng sợi tóc, trái hoa bằng cái cúc. Đấy là phép tu từ so sánh. Còn về phép tu từ nhân hóa như là gì? Những làn gió thơ ngây. Như vậy rất nhiều những cái biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ Chuyện cổ tích vừa là người, đúng không nào? Các em ạ, ở bậc tiểu học, các em chúng ta đã được làm quen với các biện pháp tu từ. Và hôm nay, trong tiết thực hành tiếng Việt này, chúng ta sẽ tiếp tục học sâu hơn các phép tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ và hiệu quả của các phép tu từ đó. Và bây giờ chúng ta mở sách giáo khoa bài thực hành tiếng Việt trang 43 ra nào. Chúng ta hãy sang phần 2, đó là phần củng cố kiến thức. Như vậy, các em hãy nhắc lại những kiến thức về nghĩa của từ và một số cái biện pháp tu từ như là so sánh, nhân hóa, điệp ngữ. Nào, chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là nghĩa của từ ngữ. Như vậy thì chúng ta thấy nghĩa của từ ngữ có thể giải thích nghĩa bằng hai cách chính. Cách thứ nhất đó là trình bày khái niệm mà từ biểu thị. Cách thứ hai đó là đưa ra những cái từ đồng nghĩa hoặc là trái nghĩa với từ cần giải thích. Đấy là có hai cách giải thích nghĩa của từ. Còn về phương tiện để giải thích nghĩa của từ, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng từ điển để giải thích nghĩa của từ. Và một cái phương tiện để giải thích nghĩa của từ nữa, đó là đoán nghĩa của từ dựa vào câu, đoạn văn mà từ đó xuất hiện. Đấy, các em chúng ta chú ý có hai cái phương tiện để giải thích nghĩa của từ là như vậy. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là biện pháp tu từ. Thứ nhất là biện pháp tu từ so sánh. Về khái niệm thì biện pháp tu từ so sánh đó là gì? Đối chiếu sự vật sự việc này với sự vật sự việc khác trên nét tương đồng và làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Chúng ta sang phép tu từ thứ hai, đó là phép tu từ nhân hóa. Như vậy hãy nhắc lại cái khái niệm của phép tu từ nhân hóa. Phép tu từ nhân hóa đó là biện pháp tu từ gán thuộc tính của người cho những sự vật không phải là người. Đấy, và cũng có tác dụng là làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Đó là phép tu từ nhân hóa. Còn về điệp ngữ, điệp ngữ là phép tu từ lặp đi lặp lại một từ. Và đôi khi thì lặp đi lặp lại cả một cụm từ hoặc là cả một câu. Đấy, và nó có tác dụng đó là làm nổi bật cái ý mà muốn nhấn mạnh. Đó, như vậy thì các em chúng ta vừa đi tìm hiểu về các phép tu từ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập 1. Như vậy, bài tập 1 yêu cầu chúng ta đó là gì? Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Đoạn thơ như sau: mắt trẻ con sáng lắm nhưng chưa thấy gì đâu, mặt trời mới nhô cao cho trẻ con nhìn rõ. Như vậy yêu cầu đó là giải thích nghĩa của từ nhô. Và ý B đó là trong đoạn thơ trên thì có thể dùng từ lên thay cho từ nhô được không? Hãy chỉ ra cái sự tinh tế của bài thơ trong việc sử dụng cái từ nhô. Đấy, như vậy cô sẽ gợi ý cho các em làm bài tập này.
Như vậy các em chúng ta thấy theo từ điển tiếng Việt thì cái từ nhô tức là động từ, nó có nghĩa là đưa cái phần đầu cho vượt hẳn lên phía trước hoặc là ra phía trước so với những cái sự vật xung quanh. Mặt trời chuyển động lên cao trên bầu trời và có phần đột ngột vượt lên trên cái sự vật xung quanh, núi non, cây cỏ. Động từ nhô nó có cái tính biểu cảm, nó gợi vẻ tinh nghịch, đáng yêu của hình ảnh mặt trời và nó phù hợp với cách nhìn nhận của trẻ thơ. Chúng ta sang câu B. Trong đoạn thơ trên có thể sử dụng từ lên thay thế cho từ nhô được không? Và chúng ta hãy chỉ ra những cái nét tinh tế của nhà thơ trong việc sử dụng cái từ nhô. Chúng ta thấy cái từ lên ở đây là chuyển đến một cái vị trí cao hơn. Còn từ nhô tức là đưa phần đầu vượt hẳn lên phía trên hoặc là ra phía trước so với những cái xung quanh. Như vậy chúng ta thấy sự tinh tế trong cách sử dụng từ sao cho giàu sức gợi và phù hợp với cái cách nhìn, cách cảm của trẻ thơ. Không thể thay thế từ lên bằng từ nhô được. Nào, đấy, như vậy cô cùng với các em vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Chúng ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đó là gì? Trong bài thơ có các từ như là trụi trần, bế bồng, vân vân. Và trong tiếng Việt cũng có các từ như là trần trụi bồng bế. Đấy, như vậy thì tìm thêm ở trong và ngoài văn bản những từ có thể đảo trật tự các thành tố để có từ khác đồng nghĩa. Như vậy, cô sẽ gợi ý cho các em chúng ta làm bài tập này. Trước tiên cô sẽ giải thích cho các em về nghĩa của các từ ngữ. Như là từ trần, ở đây là ở một trạng thái không được che bọc để lộ ra bên ngoài. Từ trụi ở trạng thái mất hết lớp che phủ bên ngoài, như ví dụ như lá hoặc lông bao phủ, để trơ ra thân hoặc là bộ phận của thân. Bồng có nghĩa là bế hoặc là ẵm. Bế đó là mang người, động vật bằng cách dùng tay đỡ và giữ cho sát vào người. Đấy là cô vừa hướng dẫn các em giải thích nghĩa của một số từ ngữ. Như vậy thì để làm bài tập này cô sẽ có một trò chơi tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, chúng ta có thể chia lớp làm 4 đội và chúng ta cử đại diện lần lượt lên nối tiếp nhau để viết từ. Và nhóm nào viết được nhiều từ thì nhóm đó sẽ chiến thắng, đúng không nào? Như vậy cô sẽ hướng dẫn cho các em một số từ ở trong và ngoài văn bản, những cái từ mà có thể đảo trật tự các thành tố để có các cái từ khác đồng nghĩa, như là từ gì? Khao khát, thơ ngây, mênh mông, hay là đau khổ, hay là gì nữa? Ngại ngần, yêu thương hay là thương cảm, vân vân. Đấy là chúng ta có một số những cái từ ngữ ngoài văn bản có thể đảo trật tự như vậy. Chúng ta cùng nhau làm các bài tập 3, bài tập 4 và bài tập 5. Như vậy thì cô có thể chia nhóm. Nhóm 1 thì làm bài 3, nhóm 2 làm bài 4 và nhóm 3 thì làm bài 5. Đấy, như vậy thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta làm từng bài. Thứ nhất là bài số 3. Bài 3 yêu cầu chúng ta đó là gì? Hãy chỉ ra những cái câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong khổ 2 của bài thơ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh đó trong việc thể hiện nội dung của khổ thơ. Như vậy chúng ta thấy cái hình ảnh thiên nhiên ở đây đó là gì? Cây, lá cỏ, là cái hoa, đó là cái vế A. Và được so sánh với là gì? Với găng tay, với sợi tóc, với cái cúc. Như vậy đây là vế B. Như vậy chúng ta thấy những cái hình ảnh nhỏ xinh nó gắn với thế giới con người. Còn tiếng hót tức là âm thanh được so sánh với nước, với mây trời, nó giúp cho người đọc là cảm nhận được một cách cụ thể cái sự trong trẻo, sự cao vút của tiếng chim. Và chúng ta thấy cái tác dụng của cái biện pháp tu từ so sánh này đó là làm cho thiên nhiên như nhỏ lại, như gần gũi và dễ thương trong cái đôi mắt của trẻ thơ. Chúng ta sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta đó là gì? Nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong câu thơ Những làn gió thơ ngây? Và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy. Như vậy, Những làn gió thơ ngây là một cái biện pháp tu từ gì? Nhân hóa. Nào, nhân hóa. Và nhà thơ đã dùng từ thơ ngây
thường dùng để nói về đặc tính của con người, tức là nói về đặc điểm của con người, đặc biệt là trẻ em, để nói về gió. Và nó có tác dụng đó là cái biện pháp tu từ nhân hóa, nó khiến cho làn gió mang vẻ đáng yêu, mang vẻ hồn nhiên của trẻ thơ. Đấy, như vậy chúng ta thấy là biện pháp tu từ nhân hóa và tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa của câu thơ Những làn gió thơ ngây là như vậy. Nào, chúng ta sang bài tập số 5. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta đó là hãy ghi lại những câu thơ sử dụng biện pháp tu từ và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó trong cái đoạn thơ từ chỗ nhưng còn cần cho trẻ cho đến là bãi sông cát vắng. Như vậy điệp ngữ trong cái đoạn thơ là các từ như là rất này, từ cái này, từ này được lặp đi lặp lại nhằm mục đích là gì? Liệt kê những cái hình ảnh phong phú trong lời du của mẹ. Nó nhấn mạnh cái vẻ đẹp của những cái hình ảnh ấy. Đấy. Và lời du kết thành những cái giá trị cao quý trong kho tàng văn hóa dân tộc. Nó thấm đượm trong lời du của mẹ là tình cảm tha thiết, là trí tuệ, là tâm hồn người Việt. Vì vậy, nó đã trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Như vậy cô và các em chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 5. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt trang 43 và 44 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Như vậy, trong bài học này thì các em chúng ta đã được ôn lại những kiến thức về nghĩa của từ và một số những cái biện pháp tu từ như là so sánh, nhân hóa, điệp ngữ và nhận diện và phân tích được những cái tác dụng của biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô giáo và các em đã chú ý lắng nghe. Chúc quý thầy cô giáo và các em có một sức khỏe thật tốt, học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô giáo và các em ở video lần sau.